Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của DK ngày hôm nay. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser ở tại DK, địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và hôm nay, một vị khách hàng đã tìm đến DK ở một nơi rất là xa xôi. Chị đã lặn lội từ tận Lạng Sơn lên DK để trải nghiệm dịch vụ là xóa xăm mày và môi. Thì trước khi mà chuyên gia thực hiện xóa xăm mày cho khách hàng, chúng ta hãy cùng nhìn tình trạng môi before của khách hàng trước khi mà chuyên gia xử lý môi cho khách hàng mọi người nhé. Đây ạ. Em xin mời chuyên gia thì phân tích cái tình trạng môi của khách hàng cho các khán giả cùng được biết. Trước khi mà hút cái mực môi của chị Oanh ấy, thì đây là cái môi cũ của chị Oanh này. Cái màu mực thì nó đã bị xỉn và cái phần viền của chị Oanh thì do cái kỹ thuật đi nó bị bết. Đấy, nó xỉn và bị bết, cái phần viền rất là rõ luôn. Bây giờ thì mình đã xử lý xong. Và mọi người có thể nhìn kỹ hơn vào môi sau khi mà xử lý môi laser của chị Oanh thì cái vùng mực bết ở viền môi đã được nhạt đi rất là nhiều và môi màu cũng đã trong hơn. Và rất là nhiều khán giả thì thắc mắc là với vùng môi thì với những cái đời laser cũ thì không thể nào xử lý được cái mực môi mà phải dùng đến xóa dung dịch. Thì không biết là laser Picomax ở tại DK thì có gì đặc biệt mà có thể xử lý được mực ở môi, thì chuyên gia có thể chia sẻ một chút cho các khán giả được không ạ? Ở DK thì sử dụng công nghệ hiện đại với cái bước sóng chuyên biệt ánh sáng xanh để xử lý đi cái góc mực môi. Dạ vâng, và ánh sáng đấy thì chúng tôi không thể quay bằng camera thường được, vì vậy mà chúng tôi chỉ có thể cho mọi người xem kết quả sau khi xử lý laser thôi. Và tiếp theo đây thì chuyên gia sẽ tiếp tục xử lý mực lông mày của khách hàng. Thì bây giờ em xin mời chuyên gia là thực hiện kỹ thuật laser lông mày cho khách hàng. Vâng. Thì không biết là môi với lông mày của chị Oanh thì mình đã làm được bao lâu rồi chị Oanh nhỉ? Được 2 năm rồi. Vâng, chị Oanh đã làm được 2 năm rồi. Và như mọi người có thể thấy là 2 năm trôi qua mà cái tình trạng mực ở lông mày của chị Oanh vẫn còn khá là đậm. Và sau khi mà tia laser tác động vào vùng mực thì như mọi người có thể thấy là ngay lập tức vùng mực đã được nhạt đi đến 80% rồi. Đó, và mọi người có thể thấy là cái sự khác biệt giữa hai bên lông mày trước khi laser và sau khi laser. Và vùng da của chị Oanh thì như mọi người có thể thấy là không hề bị tổn thương, cũng như là bong tróc hay chảy máu gì cả. Vùng lông mày thì sợi lông mày thì vẫn còn nguyên, bởi vì tia laser Picomax là một công nghệ rất là hiện đại, chỉ tác động đến vùng mực và phá hủy các gốc mực xăm. Sau đó thì cái mực mà được đào thải thì sẽ đào thải qua đường bạch huyết của cơ thể. Và đây chỉ là kết quả sau khi laser xong, và khi về nhà thì gốc mực sẽ tiếp tục được đẩy lên và chúng ta phải đi theo một liệu trình từ 7 đến 10 ngày để tiếp tục xóa thì sẽ có một cái kết quả tốt nhất. Và không biết là chị Oanh sau khi xóa xăm mày môi ở DK thì mình có đăng ký liệu trình làm mày môi mới bên DK chưa ạ? Có, mình đã đăng ký rồi. Dạ vâng, thì mọi người hãy cùng đón xem kết quả cuối cùng của chị Oanh nhé. Và như mọi người có thể thấy thì không biết là chị Oanh có hài lòng với cái kết quả sau khi laser ở tại DK không ạ? Vâng, mình rất hài lòng. Dạ vâng. Rất cảm ơn chị Oanh và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của DK ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ.